Phúc Âm Văn, chương 1. Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến? Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta, ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là Thầy. Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Anh-rê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết,
Người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Người bạn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Jona, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là phi rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và phi rơ. Philip gặp Nathanael nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói: lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa lại nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng:
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng, thưa Thầy, kìa, người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đan mà Thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng, ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồ Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê.
vả Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng: ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa: tôi biết rằng Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Song le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng,
ấy không còn phải vì điều Ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giê-xu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào. Họ trả lời, bữa qua hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhưng đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy.
ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mùa mã nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andrê em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều,
môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 hectare, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: "Ấy là ta đây, đừng sợ chi." Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển bèn thưa rằng: "Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài." Chúng bèn nói rằng: "Thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?" "Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian." Chúng thưa rằng: "Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là, hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: ấy chẳng phải là Giê-xu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta." Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: "Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?" Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn
huyết ta thật là đủ. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước, thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Vả, Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín dấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng, công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta, có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người
mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng: các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng, nhiều kẻ tin Ngài nói rằng: khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng: thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: người này thật là Đấng Tiên Tri. Người khác thì nói: ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng: sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng: các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giêsu và là một người trong đám họ nói rằng: luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Chương 8. Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive. Nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Người Pharisee bèn nói rằng: Thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ, và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi. Nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà Con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.
Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám há không phải sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỷ ám. Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi. Abraham là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết, thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta. Người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy, người đi đến ao đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn. Kẻ lại nói: Không phải, sao một người nào giống hắn? Người mù nói rằng: Chính tôi đây. Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa buồn sức mắt tôi và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người: Thế nào được sáng mắt lại? Người rằng: Người ấy ra bùn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng: Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng: Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sinh ra, nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Ấy vì cơ đó nên cha mẹ người nói rằng: Nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Vậy người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng:
tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng. Chỉ biết một điều là tôi đã mù và bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng, người đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa, há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, ấy chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sinh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng, cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn họ đuổi người ra ngoài. Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, thưa Chúa, ngươi là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng, lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Chương 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhưng những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng, người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng, ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giê-xu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng,
Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng, ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt ngài nữa, nhưng ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng ngài mà nói rằng, dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin ngài. Chương 11. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân ngài. Chính anh người là Lazarơ đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và La-sa-rơ. Khi ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi ngài đang ở. Rồi đó ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng, thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng, La-sa-rơ bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng, thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của La-sa-rơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng, La-sa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Đi-đim nói với môn đồ khác rằng, chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.
còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng, lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Marie mà rằng, Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Marie vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Marie và yên ủi người thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Marie lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng, Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng, kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Marie và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng, người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giê-xu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng, các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh, nếu ai biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Chương 12. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Marie lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng, ra không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người.
Ngươi đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-sa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: Hô-sa-na, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Đức Chúa Giê-xu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-sa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lại cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài? Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến.
Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot con trai của Simon. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hiện bây giờ con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài,
và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đe chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta.
Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì Vua Chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Chương 15. Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội.
nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng Thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng, Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng, Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi bèn phán rằng, ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin chăng?
Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chương 17. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa Con có sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cedron. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào,
môn đồ cũng vậy. Vả Giuđa là kẻ phản ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: chính ta đây. Giuđa là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giuđa bắt Đức Chúa Giêsu trói lại. Trước hết chúng giải ngài đến Anne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giuđa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giêsu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giêsu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giêsu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giuđa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anne bèn sai giả Đức Chúa Giêsu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giuđa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giuđa phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giuđa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng:
nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng, đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chương 19. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng, lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài. Nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa. Vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Cê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng, Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng, xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng, người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng, lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới.
Vậy họ nói với nhau rằng: đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giêsu yêu mà nói rằng: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời kinh thánh rằng Đức Chúa Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi Mary. Mary bèn xây lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng: Ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Magdalene đi ra bảo cho môn đồ rằng: Mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Và lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thôma, tức Didim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy: Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không. Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng:
hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.